Thì đấy là tôi sẽ nói một chút về mặt lý thuyết. Bây giờ tôi sẽ đi vào một cái kế hoạch thực tế của doanh nghiệp của tôi là một cái chuỗi thời trang. Tôi cũng xin phép không nói là cái chuỗi nào, đúng không ạ? Để chúng ta khách quan và các bạn có thể tham khảo. Tôi xin phép nói là chúng ta sẽ tham khảo cái bản cái ý tưởng của tôi. Các bạn có thể đánh giá đấy là một ý tưởng rất là xuất sắc, một ý tưởng hết sức là bình thường, hoặc là một ý tưởng này không được tốt lắm. Dù bạn đánh giá như thế nào nữa thì chúng ta hãy học hỏi lẫn nhau, chúng ta sẽ hoàn thành cái bản kế hoạch của các bạn là tốt nhất. Bởi vì tôi đã làm cái bản kế hoạch cho doanh nghiệp của tôi và tôi tin tưởng rằng nó sẽ có sự phát triển. Bởi vì chúng tôi khởi nghiệp thương hiệu đó cách đây 7-8 năm và hiện nay thì nó vẫn tồn tại và phát triển. Tức là nó cũng có những cái điều đúng đắn chứ không phải là sai đâu ạ, đúng không ạ? Vâng, ví dụ như công ty chúng tôi sẽ thực thi các cái chiến lược về sản phẩm như là đa dạng hóa sản phẩm, đúng không ạ? Đa dạng hóa về nhóm sản phẩm. Trước đây chúng tôi chỉ tập trung vào những cái sản phẩm giày dép, đúng không ạ? Thì năm nay chúng tôi sẽ tập trung thêm vào các cái sản phẩm quần áo. Chúng tôi có thể có thêm trong quần áo, chúng tôi sẽ có thể có những cái sản phẩm là casual wear, đúng không ạ? Có cái sản phẩm là party wear, tức là những mặc đồ đi tiệc, đúng không ạ? Hoặc là những cái đồ mặc ở nhà, hoặc là đồ lót, vân vân. Đấy, thì chúng tôi sẽ đa dạng hóa về nhóm, đa dạng hóa về mẫu mã, đa dạng hóa về chất liệu và đa dạng hóa về nhóm khách hàng. Ví dụ như là trước đây chúng tôi chỉ tập trung vào nhóm khách hàng từ 1 đến 5 tuổi chẳng hạn, thì bây giờ chúng tôi sẽ tập trung vào từ nhóm từ 1 cho tới 10 tuổi hay là 12 tuổi. Chúng tôi sẽ mở rộng cái volume của thị trường ra, đúng không ạ? Đấy, thế rồi thì chúng tôi cũng lựa chọn những cái sản phẩm trọng điểm, ví dụ như là giày dép trẻ em rất là trọng điểm, đúng không ạ? Nhóm sản phẩm và quần áo trẻ em cũng là trọng điểm, và đặc biệt là tung ra những cái thương hiệu mới, nhãn hiệu mới, đúng không ạ? Và những cái sản, những cái phụ kiện khác thì có thể là ít trọng điểm hơn, đúng không ạ? Và ưu tiên. Đấy, thế rồi chúng ta sẽ chúng tôi cũng nghĩ ra những cái nhãn hiệu con cho cái chuỗi của mình, bởi vì trong một cửa hàng chúng tôi sẽ bán nhiều cái sản phẩm, thì đấy cũng là một cái chiến lược đa dạng hóa về sản phẩm để cho khách hàng có nhiều sự lựa chọn. Thì có phải nghĩ ra những cái thương hiệu con nữa để chúng ta làm, đúng không ạ? Thế rồi thì trong từng cái nhóm sản phẩm thì chúng tôi mô tả là sẽ là gồm những cái sản phẩm gì và số lượng của những đầu sản phẩm trong mỗi một cửa hàng là bao nhiêu, ví dụ như là 100 hay 150 cái số lượng mã hàng, và số lượng mặt hàng là có thể là lên tới là 1.000 hay là 1.500 hàng hay là 700 hàng. Đấy là những cái số lượng tiêu chuẩn mà chúng tôi quy định trong từng cửa hàng, đúng không ạ? Và trong cái số lượng thì nó có tỷ lệ hết để chúng ta đưa vào cái bảng kế hoạch của chúng ta một cách rõ ràng. Và bởi vì kế hoạch là chúng ta đề ra và sau đó thì chúng ta hành động thôi, có đúng không ạ? Đấy, rồi thì chúng tôi cũng suy nghĩ về việc là chúng tôi sẽ phát triển thêm những cái chuỗi thương hiệu khác nữa. Thế thì chúng tôi sẽ phải phát triển thêm, chúng tôi sẽ phải thiết kế thương hiệu, thiết kế mô hình, thiết kế cửa hàng, slogan, rồi thì chúng tôi sẽ phải thiết kế sản phẩm để đi theo các cái dòng sản phẩm khác nhau, để làm sao các cái sản phẩm đưa ra thị trường mà nó phải bổ sung cho nhau và nó không tranh giành khách hàng, đúng không ạ? Và thậm chí là nó có thể là giúp mà gia tăng sức mạnh cho thương hiệu, vân vân. Có rất nhiều những cái quan điểm, có rất nhiều quan điểm, đúng không ạ? Và thế thì một trong những cái quan điểm về sản phẩm tốt nhất đó chính là các bạn luôn luôn tạo ra những sản phẩm có chất lượng, có giá trị cốt lõi và để thỏa mãn cao nhất người tiêu dùng. Kể cả cái quan điểm này cũng là một quan điểm của ngài Tổng thống Donald Trump. Ngài Tổng thống Donald Trump trước khi làm Tổng thống thì đã tung ra những cái bộ sách có tên là Trump University, tức là trường đại học của Trump. Ông có những cái series viết về business marketing rất là xuất sắc. Thì trong một cuốn sách tôi đọc của ông nói về marketing thì ông nói rằng là rất nhiều người cứ đi vẽ hươu vẽ vượn rất nhiều thứ nhưng mà không rõ mục tiêu của mình là gì, không rõ các KPI là gì, và đặc biệt là về sản phẩm, ông đề cao là sản phẩm là phải thỏa mãn cao nhất yếu tố để thỏa mãn cái nhu cầu khách hàng. Và ông chứng minh rằng là những cái tòa nhà mang tên Trump của ông thiết kế với từng cái chi tiết tỉ mỉ nhất và làm cho khách hàng hài lòng nhất, và ông bán với giá cao nhất gấp rưỡi, gấp đôi lần so với những cái thương hiệu khác. Điều này cũng gần đúng với cái thương hiệu ở Việt Nam như là Vingroup, thì chiến lược sản phẩm của Vingroup cũng là như vậy,
cũng được đánh giá khá là cao về mặt chất lượng, đúng không ạ, kiểu dáng thiết kế vân vân, và cũng bán cao hơn thị trường rất nhiều, nhưng mà được thị trường rất đáp ứng, đúng không ạ. Thì tôi muốn nói là cái chiến lược về sản phẩm đấy là chúng ta lựa chọn là chất lượng như thế nào, định vị ra sao, cái cảm nhận về thương hiệu của chúng ta, và chúng ta phải tuyệt đối là nói không với những cái tư tưởng là hàng giả, hàng kém chất lượng, đúng không ạ, hoặc là hàng úi xùi may theo kiểu như là gia công hoặc là lừa dối người tiêu dùng. Bởi vì những cái scandal như vậy nó có thể xảy ra. Gần đây như chúng ta được biết là cái thương hiệu Khải Siêu là một cái thương hiệu mà cũng rất là thành công trong nhiều năm liên tiếp, nhưng mà sau một cái sự cố bê bối về gian lận thì gần như là thương hiệu đó đã sụp đổ, bởi vì sản phẩm là không có giá trị cốt lõi, sản phẩm là đi lừa dối người tiêu dùng, đúng không ạ. Vâng, thế thì đối với quần áo thì nó phải chấp nhận được về cái chất liệu, đối với giày dép cũng là chất liệu, đúng không ạ, không bị bong chóc, không bị nổ, không bị những cái này cái khác. Chúng ta phải cố gắng để đạt được cái tiêu chuẩn như vậy thì chúng ta mới có thể nó phát triển được. Bởi vì trước khi người ta nói đến những cái giá trị thẩm mỹ thì bao giờ người ta cũng phải nói đến cái giá trị cơ bản, được chưa ạ. Vâng, rồi thì tôi cũng muốn nhấn mạnh đến là trong một cái bản kế hoạch marketing về sản phẩm thì phải có những cái ý tưởng đột phá về sản phẩm. Đột phá về sản phẩm là như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có con át chủ bài của chúng ta trong năm tới, trong cái kế hoạch tháng này, trong kế hoạch tháng sau và trong năm này. Đấy, kế hoạch đột phá là gì? Ví dụ như đối với iPhone, đối với Apple thì iPhone X là kế hoạch đột phá của họ, đúng không ạ? Hay là nâng cấp hệ điều hành là kế hoạch đột phá của họ. Đấy, thì những cái sản phẩm khác, họ có hàng trăm sản phẩm khác nhau, nhưng mà một năm họ sẽ tập trung vào một số cái sản phẩm chính, còn những sản phẩm khác họ sẽ có thể là không quá quan tâm. Đấy, thì chúng ta liên tục phải có những cái đột phá, ví dụ như là về thương hiệu, ví dụ như là về bao bì, ví dụ như là về biểu tượng. Tôi muốn tạo ra một cái biểu tượng trong lĩnh vực thời trang trẻ em chẳng hạn, đúng không ạ. Tôi muốn nhận ra một cái thương hiệu mà khi người ta nhìn thấy một cái kẻ sọc là người ta đã biết đến tôi rồi. Ví dụ như là thương hiệu Burberry chẳng hạn, đúng không ạ, hay hoa văn của Gucci chẳng hạn, thì người ta nhìn thấy một cái người ta đã biết. Vậy thì chúng ta cũng có thể tạo ra điều đấy, đúng không ạ. Vâng, và đặc biệt là chúng ta phải luôn luôn là chú trọng đến yếu tố về chất lượng, yếu tố về kiểu dáng, và suy nghĩ hết cho khách hàng khi mà chúng ta làm những cái đồ sản phẩm này. Chúng ta luôn luôn phải lắng nghe ý kiến của khách hàng, được chưa ạ. Vâng, tiếp tục đến là chúng ta cũng cần phải, lúc nào chúng ta cũng phải là gì ạ, nghiên cứu xu hướng của thị trường thông qua các hãng. Bởi vì là chúng ta làm thời trang, đúng không ạ, thì chúng ta phải tiếp cận với thời trang thế giới. Hiện nay thì cái nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng Việt Nam hay là người tiêu dùng các nước khác cũng vậy, thì nó có xu hướng là toàn cầu rồi. Mọi người cũng rất là thích xài những đồ của thế giới, như là trong ngành thời trang ngành trẻ em của chúng tôi thì có những cái thương hiệu như Clark này, đúng không ạ, Skechers này, hay Zara này, Zara Kit, HM, HM Kit vân vân, đúng không ạ, rồi là Cartier vân vân, thì họ sẽ có những cái thương hiệu như vậy. Thì chúng ta cũng sẽ phải theo dõi, chúng ta sẽ phải nghiên cứu và chúng ta đánh giá để chúng ta học hỏi từ họ. Hãy nhớ rằng là chúng ta học hỏi chứ chúng ta không phải là chúng ta sao chép, đúng không ạ. Chúng ta sẽ tìm ra được những cái hướng đi riêng của mình đó, và cũng chú trọng đến những cái mạng xã hội để chúng ta sẽ xem xét cái thị hiếu của họ. Bởi vì hiện nay người tiêu dùng họ bộc lộ những cái thị hiếu của họ qua mạng xã hội rất là nhiều, đúng không ạ. Vâng, trong quá trình sản xuất thì chúng ta cũng sẽ phải chú trọng đến chất lượng, đúng không ạ, cũng chú trọng đến vấn đề về dòng tiền, không sử dụng cái đòn bẩy tài chính, đúng không ạ, không sản xuất sản phẩm tràn lan ra. Nếu như mà chúng ta không có kế hoạch bán hàng tốt, thậm chí là chúng ta có thể bán những cái chiến lược bán hàng mà rất là nhanh để thu hồi vốn, để cắt lỗ hoặc là để giảm cái chi phí về tài chính do vốn vay vân vân, đúng không ạ. Chúng ta phải lựa chọn những khách hàng mục tiêu của chúng ta rất là rõ ràng, phân tích khách hàng mục tiêu, profile của khách hàng mục tiêu như thế nào, tuổi tác, giới tính, khu vực, vùng miền, số lượng con cái những cái gì họ quan tâm, chúng ta phân tích để chúng ta tập trung vào cái nhóm sản phẩm đấy. Và cái nhóm sản phẩm đấy, cái phân khúc đấy là nó phải đáp ứng được cái khách hàng đó, đúng không ạ. Ví dụ như là bạn làm định vị thương hiệu trung và cao cấp thì bạn sẽ phải quan tâm đến chất liệu, đúng không ạ, sờ vào cái chất liệu sản phẩm nó phải cảm thấy êm, cảm thấy mát tay, cảm thấy sướng, đúng không ạ, mặc nó phải cảm thấy không bị nhăn, không nóng vân vân vân, thì
họ sẵn sàng chi cái giá cao hơn là chắc chắn rồi. Đấy, bởi vì đấy là cái nhóm khách hàng mà chúng ta phục vụ, đúng không ạ? Và chúng ta phải luôn luôn biết là chúng ta đang phục vụ khách hàng nào. Bởi vì người ta nói là marketing bây giờ là một cái thuật ngữ để tạo lên giá trị cảm nhận. Giá trị cảm nhận quan trọng hơn rất nhiều những cái yếu tố khác, được chưa ạ? Và thế thì đối với sản phẩm của chúng tôi thì chúng ta tập trung vào nhóm khách hàng là phụ huynh có con từ 2 đến 10 tuổi ở phân khúc trung và cao cấp, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ quan tâm đến chất liệu, quan tâm đến thiết kế, quan tâm đến kiểu dáng, quan tâm đến cách trưng bày, quan tâm đến dịch vụ bán hàng. Đó là những yếu tố mà chúng tôi sẽ làm gọi là package trong cái gói khi mà chúng tôi bán sản phẩm, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì chúng ta sẽ tạo ra nhiều các cái chuỗi khác nhau, đúng không ạ? Thì mỗi một chuỗi nó phân khúc chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Phải có kế hoạch riêng cho từng chuỗi, kế hoạch riêng cho từng cửa hàng. Đấy. Và chúng ta khi chúng ta thiết kế sản phẩm thì chúng ta cũng nên suy nghĩ về một cái chiến lược người ta gọi là hệ sinh thái, đúng không ạ? Hệ sinh thái. Tức là ví dụ như cái điện thoại iPhone như thế này thì Apple có thể bán thêm iCloud, có thể bán iTunes, bán âm nhạc, bán phần mềm vân vân, rất nhiều thứ để có thể thu tiền thêm từ một khách hàng. Đây là chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, bán nhiều sản phẩm cho một khách hàng. Thế thì trong cái chiến lược về sản phẩm của chúng tôi hướng tới đấy là các sản phẩm phải tạo được thành một set đồ, đúng không ạ, để cho các cái bé có thể sử dụng được. Ví dụ như quần áo, dây lưng thì nó phải mix với giày được. Thì như vậy tôi sẽ bán được nhiều sản phẩm cho một khách hàng và tăng được doanh thu lên và giảm được chi phí. Ý tôi muốn nói là chiến lược là như vậy, đúng không ạ? Vâng. Thế thôi, chiến lược sản phẩm đường dẫn thì giá là như thế nào, cách thức đóng gói như thế nào, thì chúng tôi đã có những cái kế hoạch rất chi tiết về sản phẩm đường dẫn cơ bản, với cái cách thức mà chúng tôi sẽ đưa nó như là một cái quà tặng. Tuy nhiên tôi sẽ không nói chi tiết, đúng không ạ? Vâng. Đấy. Thế rồi thì chúng tôi cũng quan tâm rất nhiều đến vấn đề về bao bì, bao gói, đúng không ạ? Mỗi một năm thì chúng ta nên cải tiến những cái thiết kế như là in ấn ở trên bao bì, túi tắm để làm sao mà khách hàng luôn luôn cảm thấy mới. Và chúng ta không cần phải học đâu xa, ví dụ như Coca-Cola hay Pepsi hay là Omo, họ liên tục cải tiến bao bì, đúng không ạ? Với những cái màu sắc mới, với những cái thông điệp mới, với những cái hình ảnh mới để tạo ra cái sự mới mẻ, mặc dù có thể là bên trong sản phẩm cũng chưa có gì thay đổi cả. Đấy, thì thiết kế về bao bì bao gói và đổi mới bao bì bao gói là một việc quan trọng. Và hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các cái designer, các bạn có thể thuê thiết kế với giá cũng rất là rẻ, vài triệu đồng thôi là chúng ta làm được, đúng không ạ? Thì cái chiến lược của chúng tôi cũng sẽ tập trung đổi mới nhận diện thương hiệu thông qua bao bì bao gói, cách thức thiết kế cái bao bì bao gói làm sao nó tiện dụng và không gây lãng phí, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng tập trung vào những cái sản phẩm liên quan đến từng nhóm khách hàng. Đấy, rồi thì chúng ta cũng sẽ phải quan tâm đến vấn đề về quản lý thương hiệu, quản lý cửa hàng. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ quan tâm đến việc là ví dụ một cửa hàng bán sách mà chúng ta chỉ quan tâm đến sách thôi thì là chưa đủ. Chúng ta phải quan tâm đến bố cục, bài trí, không gian, màu sắc, ánh sáng, mùi vị, phong cách phục vụ, bài trí, đúng không ạ? Chúng ta phải quản lý cái thương hiệu đó, quản lý cái cửa hàng đó, cái phong cách phục vụ đó. Đấy, thì chúng ta sẽ tập trung những cái yếu tố như vậy. Tất cả những cái yếu tố như vậy nó hội tụ lên cái gọi là product strategy, tức là chiến lược về sản phẩm, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Đấy. Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ cần phải quan tâm đến thương hiệu bán lẻ. Trong một cái chuỗi thì chúng ta có thương hiệu bán lẻ và có các cái nhãn hiệu hàng hóa, thì chúng ta cũng có thể là gì ạ? Rebranding hay tạo sự tươi mới bằng các cái banner, bằng nhận diện thương hiệu, bằng đại sứ thương hiệu, hoặc là bằng cách những cái hình thức quảng cáo ngoài trời ta sẽ bàn sau, đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta cứ chỉ có ngày này qua tháng khác trông cái biển hiệu của chúng ta, trông cái cửa hàng của chúng ta rất là cũ kỹ. Đó chính là những cái hầu hết những cái yếu tố mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về một cái chiến lược sản phẩm. Thì trong chiến lược về sản phẩm thì nó gồm nhiều cái yếu tố như tôi vừa phân tích với các bạn tương đối là chi tiết. Và các bạn có thể xem thêm cái file tài liệu tôi sẽ gửi cho các bạn, và các bạn có thể đọc thêm sách, search thêm Google tiếng Việt và tiếng Anh, thì các bạn sẽ đồng tình với tôi về những cái thông điệp, những cái cách thức, những cái ví dụ tôi vừa đưa ra trong cái chiến lược về sản phẩm. Và tôi xin phép được kết thúc lại cái phần trình bày của tôi. Tôi muốn nhấn mạnh rằng là chiến lược sản phẩm là một chiến lược quan trọng đầu tiên chúng ta cần phải bàn tới.
và chúng ta phải nhớ rằng là sản phẩm của chúng ta phải thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng. Và cũng xin được nói thêm là hiện nay có rất nhiều những cái khách hàng của tôi, học viên của tôi nói với tôi là sản phẩm của họ rất tốt nhưng họ không bán được, đúng không ạ? Hay là họ không có người mua, rồi sản phẩm của đối thủ kém hơn nhưng tại sao lại bán tốt? Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là việc bán được hay không bán được nó phụ thuộc vào rất nhiều cái chữ P và chữ C, đó là mô hình 4P, mô hình 7P và mô hình 4C. Thì chúng ta sẽ học hết tất cả các chữ đó thì chúng ta sẽ hiểu được là tại sao sản phẩm của chúng ta chưa bán được hoặc không bán được, còn sản phẩm của đối thủ lại bán rất tốt và bán rất chạy, đúng không ạ? Sản phẩm tốt là một yếu tố quan trọng bậc nhất, nhưng tất nhiên đấy là chưa đủ, nếu mà áo gấm đi đêm thì không bán được, đúng không ạ? Ok, vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này, rất kiên nhẫn theo dõi video này, và xin phép được chia sẻ, được trao đổi và được học hỏi từ với các anh chị. Tên tôi là Phan Anh, có địa chỉ email là phananhonline@gmail.com, và các anh chị có thể gửi email cho tôi để chúng ta có thể thảo luận và học hỏi lẫn nhau. Xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo. Xin chào.